Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về với game Ký ức Hải Tặc, cùng nhau tiếp tục đến những cái video cuối của chuỗi sự kiện sinh nhật. Ở đây với cái video này hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với cái nick của Lâm Mên S1 của mình đang cầm. Một cái nick gọi cho là vô chủ nhưng gọi cho là cũng khá ổn đúng không? Thì giờ trước khi vào nội dung chính của video này đừng quên là like, đăng ký kênh của cho mình. Thế chung là hôm nay chúng ta sẽ chốt hạ với việc là tương lai Nick Lâm sẽ lên tiếp con gì. Thì ở đây mình đang dự kiến con Robin với lại con Brook. Như vậy thì lúc đầu thì mình tính cho Robin nhưng mà bây giờ nghĩ lại có lẽ là Brook sẽ hợp hơn. Tại vì sau khi test thử thực tế Nick của mình thấy là với cái thiên phú không cao lắm có vẻ Robin nó cũng hơi khó tỏa sáng. Không bảo nó yếu nhé, Robin vẫn rất là mạnh. Nhưng mà tuy nhiên là để phát huy hết sức mạnh thì có vẻ với Nick tầm yếu như này chơi Brook có vẻ ok hơn. Nên mình sẽ quay xe sang chơi Brook nhé. Và tất nhiên là nó chỉ mang chất là tương đối thôi, tại vì Nick Lâm mình xác định là không thể lên được cả hai con nên là chấp nhận là chơi Brook thôi. Như vậy thì nếu là sử chơi Brook bây giờ mình trước đầu tiên phải đi mua Brook đã, vì Nick này thì không có Brook. Tại Nick này là Nick chơi đầu tư ít nên thành ra chắc chắn một điều, và đến thời điểm này gần như rất lâu rồi không đầu tư nữa nên thành ra không phải tướng nào cũng có. Nick của mình, Nick chính của mình ngày xưa mình làm content thì mình mua rất nhiều tướng có sẵn, còn Nick Lâm thì phải lên lại từ đầu nên ra mình sẽ vào đây vào cái shop, vào túi đồ vào cái shop mình mua cái Brook về đã. Đây mua Brook mất 200k vàng nhé, mua về. Sau khi mua về sau vẫn sử dụng nó một tí cho vào luyện dần thôi, bây giờ chắc mình chưa đủ đâu. Và mình cố gắng sao mình kiếm dần các vật phẩm liên quan đến Brook để chuẩn bị dần. Lúc đầu mình tính farm hộp để mình lấy con Robin, nhưng mà bây giờ vì mình quay xe thằng Brook nên là cái mục tiêu nó khác đi ấy. Thì cái kiểu cách thức mình xử lý vấn đề nó sẽ khác đi một chút xíu. Giờ tiếp tục về đây mình quay xuống dưới nè. Ở đây cái con Brook ở chỗ nào nhỉ? Để chỉnh lý lại một chút xíu, dùng bớt mấy cái cờ đi. Nói chung cái kế hoạch này, nó cứ thay đổi liên tục nên nó không biết lúc nào một lần rồi. Bây giờ xem con Brook nó bay đâu đã. Đây Brook đây, ấn sử dụng này. Con Brook này chưa nâng tí gì nhá, giờ phải vào chiêu mộ ra huấn luyện dần đi. Giờ thong thả huấn luyện lúc đủ haki là vừa, nick này mình không đủ haki. Đây cho Brook vào. Sau đó vào đây huấn luyện thì cho mức cao nhất thì những mức đấy thì từ từ luyện dần dần nó cũng chả vội lắm đúng không? Đây ở trước mắt là trang bị luyện con Brook một chút xíu và sau xử lý dần. Tiếp tục bây giờ mới xuống tiếp dưới xem chốt tiếp phương án nữa. Cái này xem cái này dùng chưa, cái này chưa dùng, dùng đi một cái này, cất bớt cái dư trong kho này. À kho đầy mất rồi đúng không? Rồi tiếp tục bây giờ xem qua một chút về Brook nhá, vì Brook bây giờ có cái vật phẩm liên quan Brook mình chưa đổi tí gì, bây giờ mình đổi dần các vật phẩm liên quan Brook. Thì đầu tiên là ví dụ như là mình đổi những cái vật phẩm liên quan đến cái kiếm của nó chẳng hạn đi, thì vào trong này mình xem nó có thừa thiếu bao nhiêu tính tiếp. Mình đổi ra về mình chốt hạ, mình không thay đổi phương án nữa nhé. Cứ mỗi lần mình đổi một cái gì đó là mình chốt hạ phương án đấy. Đây ví dụ đổi cái này được 55 mảnh cái kiếm này. Như vậy thì thiếu khoảng tầm 45 mảnh đúng không? 45 mảnh nữa sang cái bên này xem. Bốn mươi lăm mảnh mất khoảng tầm 180.000 là dư đấy, nói chung là dư đấy. Ok thì đổi. Rồi như vậy là mình hoàn thành một vật phẩm cũng liên quan đến Brook này. Chủ yếu mình thiếu haki thôi thì vật phẩm mình lên được. Đó, mình xem có cơ hội nào lên cả Robin không. Thế chứ bắt là ghép cái kiếm trước nhé. Thế rồi bây giờ mình xem đến cái lệnh triệu tập. Lệnh triệu tập bây giờ về phiến đá hiện tại, ở thời điểm hiện tại mình có bao nhiêu phiến. Và trong trung tâm đổi quà mình xem hiện tại mình đang có đây là 25 phiến. Tức là gọi cho là 24 chia cho 2 tức là 12 nhân với 4 là hiện tại mình có thể đổi được khoảng tầm 48 mảnh Brook. Và mình vào trong cái chỗ điểm Wano xem ra được khoảng tầm bao nhiêu để mình tính toán. Ra có 48 nếu mà dùng điểm Wano. 48 với điểm Wano đâu rồi nhỉ? Đây, nên dùng điểm Wano lên nữa thì mình đổi được khoảng tầm 18 thì xong đủ được không? Tất nhiên mình còn cái hộp nữa. 48 cộng với 18 thì mình chỉ được có khoảng tầm 66. Thì thiếu khoảng tầm 34 hộp không? Vậy như vậy mình sẽ dùng một hộp để mình đổi lệnh triệu tập Brook. Thì ví dụ một cái hộp ở đây hiện tại mình đang có khoảng tầm cũng sắp xỉ khoảng tầm 50 hộp. Nhưng mà tuy nhiên mình không farm cố mà để 49 này, thì thực ra là cũng hơi ngại cố thì tầm này thì cũng không để làm gì. Thì 49 hộp này thì chắc chắn mình đổi lấy một hộp 25 là mình lấy được mà khoảng tầm 40 mảnh Brook rồi. Còn gọi cho mình sẽ đủ cái lệnh triệu tập Brook rồi. Thì mình đang nghĩ đến việc là có liệu có thể đủ được Robin không? Tại vì thực ra bây giờ xem các vật phẩm còn lại liệu có đủ Robin không đã. Ví dụ thì về lại cái shop chiến công. Mình về lại cái chỗ shop chiến công mình xem cái điểm dư liệu có thể lấy được Robin không. Không lấy được Robin thì thôi cũng được, tại vì cũng chả nặng nề lắm. Dù đây nếu mà đổi Robin thì mình sẽ mất khoảng tầm 17, được 17 cái sắc khảo cổ. Và mình sang cái cây ác ma sẽ được bao nhiêu mảnh. Nếu mà đủ được thì có thể mình cố, không thì thôi. Ô đủ được thật này, đủ được cái sách khảo cổ thật này, với xem xét việc có nên lấy Robin không nhỉ. Nếu mà lấy cả Robin nữa thì như vậy lúc đấy là mình cần bao nhiêu nhỉ. Lúc đấy thì mình đang có vậy gọi cho là 50 hộp. 50 hộp thì vậy thì mình chia ra là mình sẽ được thêm khoảng tầm 3 mảnh Robin như vậy, nhưng mà các bạn lực hết rồi, sợ không lên được Robin ấy. Mình sợ không lên được Robin. Còn cái điểm Wano nếu giả sử mình đổi hết hai hộp kia lấy Brook cho nhanh cái điểm dư. Điểm dư nếu mình để điểm dư mình đổi haki xem có nhanh hay không nào. Thì xem đổi được bao nhiêu túi haki. 230 túi.
230 túi nhân với 50 thì chỉ được có 11k Haki cũng chả bỏ. Không bỏ. Thôi thì thôi để bỏ ngỏ vấn đề con Robin nhé. Trước mắt mình cứ lấy con Brook trước, còn cái con Robin bỏ ngỏ. Thế còn là vấn đề mình lăn tăn là sợ không đủ lệnh triệu tập Robin thôi. Tại vấn đề ở đây bây giờ lực mình không còn đấy. Nếu mình còn nhiều lực thì không sao, lực thì gần như hết rồi. Và để ý là mình đã chủ động không mua thêm lực cũng như không farm thêm lực trong giai đoạn cuối. Ví dụ đây bạn thấy ở bên ngoài mình vẫn còn lực này, thì vẫn còn đâu chỗ nào nhỉ? Ở đây thêm 47.000 Wano này, nhưng mà không, không quan trọng. Đây vấn đề đấy cũng còn ít lực này, cũng như là lực mua trên shop mình không mua thêm. Tại vì đơn giản mình nghĩ là đợt tới có thể sẽ ra quỹ hải tặc thì nick này chơi không có nạp. Nick chính mình có thể nạp thêm vào nhưng mà riêng nick này mình không nạp thêm vào, nên thành ra mình đang không đủ vàng để mua quỹ. Hoặc có thể mình sẽ cố gắng để đủ được vàng mua quỹ, nhưng nếu giả sử mình cố gắng mua lực hay mình cố gắng làm gì đó mình tiêu bớt vàng đi ấy, thì chắc chắn là mình sẽ bị hụt, nên thành ra mình đang cố gắng mình tích lực từ giờ, và cũng như mình đã không tiêu thêm lực nữa, không tiêu thêm vàng nữa để mình chuẩn bị tinh thần là nếu không may ra quỹ đen lắm thì mua được 9 quỹ kiểu kiểu vậy, chín chắc khoảng tầm 8-9 quỹ là sẽ ok cho mình hơn. Nên đó là do vì sao mình hiện tại cứ chốt bởi lúc trước, còn Robin hiện tại mình cứ bỏ ngỏ đó. Robin chưa chắc đã chơi đâu, thì trước mắt vấn đề của mình trước mắt là phải mua được quỹ cho nick này đã, không thì đang tích vàng mua quỹ trước đã, nên mình chưa nghĩ việc tiêu lực, nên mà thấy vẫn còn lực ở đây mình không xả nốt. Tại bây giờ mình đang 49 lực rồi, à mình đang 49 hộp rồi, thì mình hoàn toàn thể quy đổi tròn lên được 50, hoặc có thể mình xả đi 100-200 lực rồi sẽ lên được 50, cái đấy mà không phải lo lắm. Nhưng xem liệu có được 50 chưa, nếu chưa được 50 thì có thể đổi nhau tí. Lúc đây có 109 như thế này, mình có thể đổi bớt cái số ở chỗ số 11 sang để đổi sang số 20 chẳng hạn đi, 1-2 phát đi là được 15, không mình đổi tiếp sang bên này đi. À cái quà online hàng ngày nhận đi nữa là sẽ được thêm vài số. À thôi ấn nhầm rồi, ấn nhầm mẹ tiêu tí vàng. Yên chờ thêm tí nữa vậy thôi, không sao, cũng chả đáng bao nhiêu cả. Đấy thì nói chung như vậy là đúng ra chờ 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 đủ thời gian thì hay hơn. Để ấn ấn nhầm lỡ tay tí. Đây còn thiếu 7 số 22 không? Đấy số 22 mình đổi tiếp số 11 sang thôi. Đấy là mình hit luôn cái chỗ lại dư, chắc là không đủ đổi thêm một hộp nữa, mình chỉ đổi cố được 2 hộp 25 thôi, đúng không? Thế 2 hộp 25 là nhưng mà có 2 hộp 25 này hơi hơi ngoài dự tính của mình nhỉ. 2 hộp 25 thì cũng thực ra cũng không giải quyết được vấn đề nhiều. Chả lẽ là đổi để một hộp 25 lại. Hay lấy một cái vest nhỉ. Lấy một cái vest thì mới có 15 hộp. 15 hộp mà lấy là 2 hộp 2 2 hộp 25 tức là một hộp 25 dùng với lệnh triệu tập Brook rồi. Thì còn một hộp 25 trừ đi 15 còn dư có 10 hộp, nó hơi lẻ nhỉ. 10 hộp thì hơi lẻ. Lẻ vậy cũng dở nhỉ. À không, cứ bỏ ngỏ cơ hội lấy Robin đi. Mình cứ bỏ ngỏ cơ hội lấy Robin đi, tại vì mình nghĩ có thể tương lai cũng có thể lấy Robin đấy. Nếu như vậy thì mình cứ đổi lấy 2 hộp 25 nhé. Mình đổi 2 hộp 25. Thì mình bỏ ngỏ, tức mình định lấy cái vest tăng thêm một chút nhưng mà nó lẻ hộp quá chả đem gì. Thì lấy 2 hộp 25 cho tròn đi. Thì vào trong chỗ sự kiện sinh nhật 2 tuổi mình đổi 2 hộp 25. Đây hộp 25 đây mình đổi lấy 2 hộp. Là coi như nó khít hộp luôn cho nó tròn, cho nó tròn. Sau đó một hộp mình mở trước, một hộp mình mở sau. Đây một đâu nhỉ, hộp đâu rồi nhỉ? Đây, hộp này mình lấy con Brook trước. Thì mình lấy cái lệnh triệu tập Brook trước. Dương chọn lệnh triệu tập đồng đội Jack. Đây túi Surabe đây, Robin Brook đây. Còn hộp kia có thể mình lấy Robin nhưng mình chưa chọn bộ, mình sợ về sau mình quay xe không lên Robin nữa, có thể mình lấy cái khác. Thì cứ để một hộp kia đứng ở đấy đã. Rồi cái hộp kia mình cất trong kho nhé. Hộp này cất trong kho đã, chưa cần dùng vội. Còn hộp này mở ra chọn cái Brook trước để cho nó hoàn thiện Brook trước. Mình nghĩ Brook sẽ hiệu quả hơn. Còn bây giờ 44 40 mảnh Brook rồi đúng không? Thì hiện tại Wano cứ dùng bớt đi. Thì có thể nhiều khả năng là mình sẽ dùng phiến mình đổi cho khít chứ mình chưa dùng cái điểm Wano. Bốn mươi như vậy mình thiếu 60 mảnh nữa, 60 mảnh chia cho 4 là còn cần 15 nhân 2 khoảng tầm 30 phiến là đủ rồi. Có thể dùng 30 phiến trước đi, cái kia để dành làm chút xíu cho tương lai, mình cũng chưa biết tương lai như thế nào ấy. Mình sẽ vào trong cái chỗ trung tâm đổi quà tiếp nhé. Ở đây tại mình có 25 phiến ao ấy không đủ ạ. À, vẫn thiếu một tí xíu cho mình phải dùng điểm ấy đổi. Tôi cứ mắc cái đổi hết sang đi, ở đây đổi hết sang 24/12 là 48. Chắc chắn là đấy, tôi cứ đổi sang trước đi. Để sao mình đổi chọn cái chọn dần đi, chọn dần rồi sau dễ 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 tính toán. Mình không chọn trước thì đôi khi về sau nó thiếu một tí xíu mình lại khó xử lý. Thì mình cứ vào mình cứ quy đổi hết ra một lúc trước xong mình cái khác mình xử lý sau. Chọn Brook nhé. Nói chung mấy nick yếu yếu nick lâm thì cũng chả nặng nề lắm đâu mà đối thủ nó nhẹ tầm ấy mà. có giờ dám đánh top đâu. Nick của mình đôi khi còn hy vọng đánh top một chút xíu thì mình còn kỳ vọng rồi lên tướng khỏe khỏe một tí, chứ còn riêng nick lâm thì lên con gì chơi giờ chơi vui vui thì chính ấy mà. Ở
Sau video này gần như mình sẽ vứt nick Lâm lại cho bạn hội phó của mình trong hội chơi thôi, chứ mình cũng không có thời gian chơi nữa. Mình sẽ vứt đấy để giảm tải bớt số lượng nick mình phải on đi. Tại một lần trung bình một ngày phải on khoảng tầm 7 nick hải tặc. Như vậy thì giảm bớt đi một chút xíu, tại vì không phải vấn đề mỗi hải tặc không, mà 7 nick hải tặc cộng với khoảng tầm 7-8 cái nick game khác nữa, có một số game mình chơi 2 nick nữa, thành ra cái số lượng nick game một ngày nó quá nhiều thì mình sẽ giảm tải bớt đi. Thì ra cho hội phó chơi thôi, thì ra hội phó chơi bớt nick Lâm để mình tập trung cho những cái vấn đề khác. Còn như vậy thì kiểm tra một chút xem bây giờ có bao nhiêu mảnh nhé. Như vậy hiện tại thời điểm này sau khi mình quy đổi xong, đâu nhỉ, chỗ nào nhỉ? Nhiều khi nhiều thứ quá mình chưa dọn túi đồ, nhìn nó hơi khó nhìn một tí nhé. Đây ta có 88 không? Thì 100 trừ 88 là bao nhiêu? 100 trừ đi 88 là bằng 12. Thực ra nãy mình cũng có thể chơi cái giải pháp là mình dùng luôn hai hộp lấy Brook cho mình đổi ít phiến hơn cũng được. Nhưng mà thôi mình nghĩ là cứ để cái hộp 25 để mình đang tính lên cả Robin cho nick này nữa. Chẳng qua lên chậm hơn người ta một tí thôi. Đấy thì 12 chỉ đổi nốt trong cái chỗ shop Wano cho đủ luôn đi. Cho dễ cho đỡ bị thay đổi ý kiến. Thôi mình cứ chốt luôn thì mình không do dự nữa. Còn nếu mình không chốt thì về sau có thể mình lại quay xe tiếp là phiền đó. Đấy thì đổi nốt 12 nhé. Còn dư 84 này thì chắc cũng chả đổi được mấy không? Được bao nhiêu mảnh Robin? Được có 12 mảnh không? Cái kia gọi cho được khoảng 42 mảnh, được khoảng tầm nửa con Robin rồi. Nhưng mà nói chung là còn lâu mới đủ Haki nên cứ từ từ đúng không? Đấy xem mình dùng tiếp mình ghép con Brook nhé. Còn Haki thường linh tinh nghĩ chắc là đủ rồi. Còn cái Haki thường thì thiếu, còn cái Haki cao cấp chắc là đủ rồi. Haki hiện tại bây giờ mình mới được có 34, đào thêm tí này bằng vàng nữa. Mặc dù vẫn tích vàng mua quý thì vẫn phải đào vàng hàng ngày lấy Haki dần cho nhanh đó. 36k vẫn chưa đủ đâu, nhưng mà cứ cường dần vào thôi. Nếu mà chơi Robin ý thì nhanh hơn, thì Robin nó có sẵn 19k rồi. 19 với 36 gọi cho là 20 với là khoảng tầm 50 mấy là gần đủ rồi. Nhưng mà thôi lên Brook thì phải chấp nhận. Đây lên Brook thì phải lên nâng từ đầu, nhưng phải nâng từ đầu lên này. Nó vẫn 45 cấp như Robin, nó hơi vất vả tí, mà Brook phải đột phá nhiều lần hơn chút xíu nữa. Cứ nâng lên thôi, nâng dần lên cho đỡ thay đổi ý kiến thôi. Mình mà không nâng lên thì dễ quay xe lắm. Bây giờ đổi thứ hết rồi cứ cố gắng mà lên thôi. Nói chung như nick Lâm mình chơi Brook Robin thì cũng được. Thì ra mình vẫn là để chống cái đam ma công mà. Thì để chơi Brook Robin để chẳng qua mình nghĩ là lên Brook trước sẽ ngon hơn thôi. Cái 30 cấp Haki đây là bước để đột phá cái Sura bình thường nhé. Còn lên Sura S2 phải 45 cấp thôi. Tại cái này phải đột phá nhiều lần rồi. Đây tiến hóa lần đầu nhé. Này cần mà 40 viên nó tốn khá nhiều Haki. Nó cần mấy nhịp đột phá mà. Đây, mỗi loại Haki là 40 viên, có nên đột phá luôn không nhỉ? Đột phá luôn được không? Cứ để từ từ đột phá cũng được. 40 viên ở đây thì mới có mấy thiếu nhiều lắm. Ở đây dù ra ngoài có túi Haki chỗ nào không nhỉ? Ở đây xem trong túi đồ có túi Haki sẵn không? Không thì đổi bên ngoài thôi. Và không lười quá để về sau đổi sau cũng được. Cái túi đạp đường Haki bắt đầu hết nhỉ? Thì xem bên ngoài túi đạp đường Haki được không nhỉ? Hay mình dùng hết Haki gì ta? Hết rồi lại đổi trong shop, nếu mà đổi trong shop thì mình chưa đổi vội nhá, về sau mình đổi sau. Giá tạo này mình cũng mua rất nhiều cái sao tím sao đỏ để mình chuẩn bị dần Haki cao cấp ấy. Đây không biết là do mắt mình kém mình nhìn shop hay là thực tế là hết rồi, không để ý lắm thôi, cái đấy để giải quyết sau đi, cái đấy cũng không vội lắm. Nhìn sơ sơ không thấy đâu cả. Rồi không sao, vấn đề Haki không quan trọng, mình sẽ xử lý sau. Nhưng mà tiếp tục mình nâng tiếp Haki thường nữa. Giờ đằng nào cũng chưa đủ lên Brook mà. Cộng dần và xem dần nó thiếu bao nhiêu, 45 cấp thôi. Nói chung cái đấy không lo vì có tầm bảo chế độ rất nhiều điểm ấy, có thể đổi ra được. Vấn đề chỉ là đủ cái Haki thường thôi, lâu lâu chỗ Haki thường thôi. Mới lên được khoảng tầm 35 cấp là bây giờ hết Haki mất rồi. Thường lên 45 để xác định con số cần cho dễ.
45 cấp đây cần đây thiếu cả tí Haki bá vương nữa, cần tận 68.650 mới được khoảng tầm một nửa đúng không? Còn xem qua trong chế độ linh tinh còn nhiều nữa, shop đổi trong chế độ đây hiện tại đổi viên này ví dụ để được khoảng tầm 50 mấy viên thì cũng đủ lên đấy. À không, ra chưa đủ đâu, tại vì còn lên đột phá lần nữa cần 2 lần cơ. Nhưng không sao, từ từ sẽ xử lý dần. Còn xem shop tầm bảo đâu, cái này đổi thử sẽ được bao nhiêu viên nữa. Shop này thì nhiều hơn, shop này thì nhiều hơn thì Haki thừa rồi. Còn một chỗ nữa ở trong cái nguồn, trong cái chỗ này, ví dụ như chỗ tổ đối chiến ấy. 58 viên cũng không sợ lắm đâu, còn lại thừa thiếu bao nhiêu thì vào trong cái chỗ tấn công hải quân thôi. Đây còn rất nhiều, nói chung nếu là sự trường hợp thiếu, nói chung vẫn có thể cân đối đủ được. Thôi ok đấy, không lo vấn đề Haki đâu. Thì từ giờ lúc đủ Haki thường thì chắc chắn sẽ lo đủ Haki cao cấp, thì không phải lo vấn đề đấy. Rồi như vậy sơ qua trước vậy, bây giờ tiến hành mình dọn dẹp qua túi đồ tí xong nối tiếp video các bạn xem. Bây giờ trông nó hơi bừa bộn này, khó quan sát quá, mình sẽ dọn dẹp qua một chút xíu đã. Ok, sau khi dọn dẹp xong túi đồ mình thấy lòi ra đây 154 túi Sura, như vậy mắt kém nhá nên nhiều khi túi đồ nó bừa bộn rất là khó. Bắt đầu có đống Sura mở ra ấy thì bây giờ mình nghĩ cái việc Haki lên tướng nó đơn giản hơn rất nhiều rồi. Đấy nên bảo nhiều khi bảo rõ ràng nick chơi thì lâu lắm rồi chả lên tướng mấy, không hiểu sao hết được. Thực ra gần đây cũng lên hai tướng nhưng mà mình tin là vẫn còn nhiều vì chơi cả năm trời cơ mà, đúng không? Nhưng mà đấy may quá vẫn còn đây. Cho qua do mắt mình kém cũng như còn ít cờ mở ra tăng được chiến, các bạn xem một chút xíu. Đây giờ trước mắt mình mở cái túi Haki trước xem có đủ lên Brook không, thiếu thì ta lại từ từ sau. Nhưng mà thấy chắc chắn là mình sẽ đủ Haki lên Brook rồi, đúng không? Chẳng qua vấn đề thiếu cái Haki thường, ta phải chờ đào thêm thôi. Hồi thêm một chút vàng rồi lên khoảng tầm gần 100 gần 1 triệu mốt vàng, nói chung là vẫn ít, chưa đủ quỹ. Nhưng sau cứ từ từ giải quyết dần, đúng không? Tiếp tục bây giờ xuống dưới chỗ này ấy, à cái này chưa ấy nhỉ? Cái này lực. À nhiệm vụ đồ tích cực mình chưa làm xong, cái đấy giải quyết sau nhá. Tiếp tục mình chui vào trong cái này mình xem tiến hóa được con Brook Sura chưa. Vào đây chỉ Brook xem nào. Đây có 524166 là đủ rồi này. À đang chưa được cấp 125 không, phải tăng tốc lên một chút xíu. Mấy cái viện nghiên cứu ở đây mình đã mắc thì 200 200 200, 199 cho lên 200 này. Mấy cái đích chơi lâu lâu rồi tiến dần đến việc mắc thế này thôi, chưa mắc lắm nhưng vẫn gần mắc rồi. Cái vật công tăng lên một chút xíu, bây giờ chơi hiện tại trong team đang chơi con xanh là vật công nên muốn tăng vật công một chút xíu. Tiếp tục là lại quay trở về chỗ quay về chỗ gì nhỉ? Mình lại quên rồi. À đây chỗ tăng tốc lên một chút xíu. Thôi chắc tăng tí bằng chiến tích. Mình hay bảo các bạn tăng bằng vàng, đợt này hết mẹ nó vàng rồi. Nên để vàng mua quỹ thì lại tăng chiến tích một chút xíu. Tại nghĩ là chơi từ từ tung tác thì sắp mắc rồi mà. Tăng nhẹ 125 tí tiến hóa thôi, không để từ từ lên được, tôi thích lên sớm. Hay là dùng vàng thì dùng vàng thì hơi tốn, thì mất thôi cái này dùng tí chiến tích. Nói chung nhiều khi cuộc sống rất là mâu thuẫn, nhưng nhiều khi không muốn dùng nó vẫn dùng. 103 chưa thôi thì dùng tí bằng vàng. Dùng chiến tích nhiều sợ không có chiến tích để nâng cấp viện nghiên cứu thì tôi lại lên tí, cho lên 125 đột phá tí cho vui mà, chứ còn chẳng quan trọng lắm. Thực ra mình để sau thì đột phá được đằng nào đã đủ group Sura S2 đâu, nhưng mà thôi kệ cái lên tí. Thế thực ra cái này vàng cũng chả tốn bao nhiêu lắm, cứ lên tí cho lên 125 nữa. Rồi sau mình vào tiến hóa một chút xíu ấy. Có này như tiến hóa ảnh hồn, không biết ảnh hồn tiến hóa chưa ấy. Đây, đây lên thẳng luôn à, rồi lên được rồi nhá. Thì vậy lên được một con này, sau đó tiếp tục mình phải đi nâng cấp tiếp thì bạn thấy hiển thị tiếp lên nó yêu cầu đây là cần cấp 45 này. Cái khoai này khoai cho cấp 45 này, để từ từ lên 45 nhé. Tiếp tục bây giờ lại chui ra ngoài tiếp không, chui ra ngoài tiếp xem tình hình thế nào. Đây bây giờ mở đúng cờ rồi bạn xem nhé. 60 mấy cái cờ thường, cờ xịn thì không có nhiều đâu, chỉ là cờ thường thôi. Để tăng chút chỉ số ấy mà, chứ cũng chả để làm gì. Mấy cái cờ tăng thiên phú thì nó hiếm nên nó không thể kỳ vọng nhiều được. Nó chủ yếu là lấy cái cờ bình dân thôi. Đấy để có hai quả ảo ảnh hiện tại cũng chưa biết lắp cho con nào, chưa đụng đến lắm. Cái này từ từ giải quyết dần thôi. Cờ thường hay ở cuối, mình ra xuống cuối mình mở đốt cái cờ ở dưới. Đấy cờ hay ở dưới. Cờ không cho ấn sử dụng nhiều chắc sợ lát nên bắt ấn từng cái một. Tăng lên chút lực chiến. Chơi những nick này chơi không áp lực mấy, chơi kiểu bình bình ấy, chơi cứ bình bình thôi.
Cứ đầu cái lực chiến lag nhỉ. Nó phải làm sao cho ấn dùng nhanh, bắt ấn từng cái một nó lâu. Có đây là 5 triệu lực chiến rồi, à có đây là 50 triệu lực chiến rồi, hay chỉ 49 thôi. Chưa lên được 50, đang 49 nhá. Cái tụi hiện tại thời điểm này hiện tại đang chơi đội hình thì nếu giả sử có thêm Brook hay là có thêm Brook thì chắc mình thay Domingo, có thêm Robin chắc mình thay Lo thôi, thì về cái kiểu như vậy thì hiện tại vẫn đang phải chơi xanh đúng không? Hiện tại vẫn đang phải chơi xanh. Như vậy thì sẽ nâng tiếp cái xanh viên bậc 2 một chút xíu. Tại vì hiện tại bây giờ chơi xanh là đang vật công, hiện tại thần thạch bậc 2 vật công mình vẫn chưa nâng lên bậc 2. Thì có lẽ mình sẽ nâng con xanh một chút xíu nhá. Con xanh đang 14 thì cho lên level 15 này. Sao mình lấy ra mình cho lên bậc 2. Ấn nhầm vào chỗ quy đổi vào thạch ấy. Chọn thần thạch nên chuyển sang bậc 2 ấy. Cả đống tài nguyên để chuyển, mỗi tội không có kinh nghiệm để nâng nữa. Sau đó có thể tẩy luyện qua một chút xíu đi. Tẩy chơi chơi cũng không cần tẩy ác lắm làm gì. Tại vì tẩy kỹ quá nó mất thời gian, mình tẩy sơ sơ thôi. Chả là cái dòng nào là vật công rồi, không có dòng nào sức mạnh nhỉ. Bây giờ ta đang level 14 chưa cao lắm nhưng mình không muốn tẩy quá cao, thì tới mình chuyển sang chơi Brook, mình đang xem có để cho Brook làm đam chính không ấy. Thế mới để phần lớn tài nguyên cho Brook. Còn này mình chỉ tẩy sơ sơ đấy mấy dòng sức mạnh, vật công hay sinh mệnh gì đấy thôi. Sinh mệnh. Nói chung là sức mạnh vật công thì ưu tiên hơn, nhưng sinh mệnh chẳng qua là tẩy lâu quá mất thời gian thì nhận tạm thôi, chứ nó cũng không phải chỉ số cần. Đây sức mạnh thì được này. Vật công này. Vật công tiếp này. Vật công cộng lấy tạm thì dưới chưa có chỉ số nào cả. Vật công mắc một điểm cộng thì thôi bỏ qua đi. Thôi để tạm như vậy, nhưng hôm nào tẩy tiếp sau, không tẩy qua rồi mình biết nhiều bạn cũng không thích xem tẩy lắm mà mình cũng ngại tẩy lắm. Không vứt về lại cho xanh thì vứt tạm cho có ngọc đã. Điều chỉnh nhẹ nhẹ một chút thôi, 498 vẫn chưa đến 50 triệu được chiến nhỉ. Đây xem qua có gì không nào. Ở đây ra có thể nâng thêm ngọc nữa vì lượng kinh nghiệm vẫn còn, đây vẫn còn khoảng tầm 5 triệu 8 kinh nghiệm cũng không nhiều lắm. Ở đây xem tiếp, chuẩn bị tiếp, ví dụ tương lai mình chơi tuyệt chiêu, chắc có viên tuyệt chiêu không? Chơi tuyệt chiêu có viên nào chưa nào? Sanji có viên tuyệt chiêu rồi, nhưng đấy mình sẽ chơi thành hai tuyệt chiêu để mình còn chuẩn bị thêm viên tuyệt chiêu nữa. Shine thì không có gì, cái này tuyệt chiêu một con rồi, cái này có đây sẵn một viên tuyệt chiêu, đang thiếu một viên thần thạch công tuyệt chiêu nhỉ? Xem có viên nào thần thạch công tuyệt chiêu không? Nếu mà có thì dùng dần, nhưng nếu không có thì kiếm dần. Đây toàn là ma công, mình đang để hai ma công, chưa có tuyệt chiêu hai không? Vậy là con main là một này, lo là hai này. Còn
Sanji là 3, Doflamingo là 4, Shanks là 5, vậy đang cần thêm viên thần thạch nữa. Không biết đây có đủ thần thạch chưa nhỉ? Thần thạch bậc 2 sẽ có đủ viên à, có đủ túi chọn thần thạch không, nâng thêm viên tuyệt chiêu nữa, chuẩn bị dần. Thì muốn chơi hai đam tuyệt chiêu song hành cùng nhau. Đấy có vẻ chưa đủ. Xem trong túi trong này có cái nào nữa. Thần thạch thủ thôi. Mình kiếm tí thần thạch công có vẻ chưa có túi rồi. Rồi nhìn sơ sơ có vẻ chưa có. Đổi trong này sợ hơi tốn, sợ ảnh hưởng việc Haki lên tướng. Nếu này đổi thử xem được bao nhiêu mảnh đã nhé. Ướm thử thôi. Này có 53 mảnh chưa đủ nên mình đang muốn thêm viên tuyệt chiêu. Có thể đây mình chấp nhận, có thể một nếu mình xem đấy mình phải cân nhắc về chơi một lúc đam chính hay chơi Sanji đam chính. Còn hiện tại trong thời điểm này tại chưa có hai viên, phải kiếm từ từ thôi. Bây giờ mà kiếm gấp thì không được đúng không? Rồi nhìn sơ qua một chút xíu ở đấy, thì tương qua một chút xíu trong video ngắn gọn này một chút thôi, thì mình xử lý qua một chút về cái sự kiện sinh nhật cho nick này vậy. Trái ác quỷ thứ tinh tinh mình chưa điều động vào nhiều, tại vì ra mình cần thêm thời gian, hiện tại cứ để tạm cho nick này chơi vậy đi. Và mình chưa cần phải xử lý bộ, tại vì cái này trước sau gì thì cũng phải chờ có tướng linh tinh đã rồi mình sửa một thể. Còn tầm này cứ để tạm như vậy đã nhá. Thì coi như có lẽ về với nick này sự kiện sinh nhật chắc là chơi như vậy thôi. Bây giờ trước khi kết thúc cái video đánh một chiến báo vui vui tí trong này, đánh bừa thôi, đánh bừa với ai đó thôi. Còn thắng thua thì kệ nhé. Và chiến báo là kết thúc lại cái video này thôi, tại vì chưa cần xử lý nhiều. Bao giờ có tướng rồi ta sẽ tỏa sáng lại sau. Đánh thì chung đích này đánh tầm thấp thôi, đối thủ nó thấp thấp như nhau. Còn thắng thua là nhiều yếu tố, có thể từ từ. Bao giờ có tướng mới thì bắt đầu mới hy vọng nhiều. Và khi tướng đang cũ cũ thì không cần kỳ vọng quá nhiều. Nói chung là nick này chắc chắn là chốt lên Brook nhé. Mình đã đổi vật phẩm Brook rồi. Còn việc có lên thêm con Robin không để tính sau, tại vì chắc chắn là thời gian còn rất dài. Trước mắt bây giờ vấn đề trước mắt là đào Haki lên Brook trước, cũng như là mua được nhiều quỹ hải tặc nhất có thể trong đợt tới. Tại vì lâu lâu thì chắc sẽ có quỹ. Thường ra cây ác ma như sẽ ra quỹ. Đấy không nhớ chính xác lắm nhưng mình thấy lâu lâu chưa có quỹ chắc sẽ ra quỹ đấy. Để ra nhiều khi hơi rén vấn đề vàng một tí ấy. Cũng muốn cần có vàng để chi tiêu một chút. Đợt trước các bạn lên nhiều tướng quá này ra cũng bị thiếu Haki. Còn nếu mà không lên nhiều tướng thì chắc không thiếu đâu mà tại lên nhiều quá. Nói chung cái gì đánh đổi mà mình lên thì phải chấp nhận thôi. Có vẻ là không cân được team rồi, liệu Sanji với lại Luffy con nào sẽ thắng đây? Shanks nó vừa hồi sinh rồi. Khống chế được Luffy không? Còn một mình Luffy chắc khống chế tuyệt đối nhỉ. À Marco vẫn còn sống rồi thì lỗi hình quá nhỉ, sống nó cứ như kiểu chết rồi. Có cái khiên bảo vệ ở Kid vẫn còn. Ok như vậy là thắng nhá. Thôi coi như kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào chưa like, like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.